Hà Nội ban hành quyết định mới về đầu tư công. Đô thị nào có sức hút của phân khúc đất vàng phố cổ? Quảng Trị với những dự án tỷ đô hấp dẫn. Bất động sản công nghiệp Phú Thọ, vùng trũng hút sóng đầu tư. Giá phân khúc căn hộ bình dân tiếp tục tăng chóng mặt. Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi 19:30 trên kênh thông tin Invest TV và tôi là biên tập viên Minh Ngọc của Invest TV. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết sau 9 tháng cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đến nay cơ quan đã phê duyệt 3.579 hồ sơ đề nghị vay vốn. Chính sách cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thực hiện theo nghị quyết số 68 NQ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 23/2021 QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các văn bản này sau đó được sửa đổi tại nghị quyết số 126 NQ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2021 và quyết định số 33/2021 QĐ-TTg ngày 6 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại quyết định số 33/2021, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội, bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc. Họ phải là đối tượng lao động ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên, theo quy định khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Một số điều kiện để được vay vốn là có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với những trường hợp phải tạm dừng hoạt động. Cho đến thời điểm này, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phê duyệt 3.579 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền 4.813 tỷ đồng để trả lương cho 1.225.554 lượt người lao động. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã giải ngân được 4.787 tỷ đồng cho 3.561 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 1.181.578 lượt người lao động tại 63 tỉnh, thành phố. Với tiến độ trên, việc cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã hoàn thành 63,8% kế hoạch trong tổng số 7.500 tỷ đồng nguồn vốn cân đối cho chương trình. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 15/2022 QĐ, Ủy ban Nhân dân quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố. Ban hành kèm theo quyết định là quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội. Dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội để đầu tư xây mới các hạng mục công trình thiết yếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị xã hội do thành phố quản lý quy định tại nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố. Nguyên tắc quản lý các chương trình dự án đầu tư công phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan, quy định cụ thể tại quy định này và các quy định liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, các dự án phải bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm của địa phương và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy định về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội của nhà nước và thành phố Hà Nội, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Đặc biệt,
việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công cần đúng theo quy định đối với từng nguồn vốn, bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và có khả năng cân đối nguồn lực, không để thất thoát, lãng phí. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 năm 2022 và thay thế quyết định số 20/2018/QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, gần đây giới bất động sản hay nhắc tới một đô thị có sức hút hấp dẫn, đó chính là khu đô thị Nine Downtown Lương Sơn, tọa lạc tại vị trí trung tâm chợ Lương Sơn, Hòa Bình. Tại đây, Nine Downtown Lương Sơn sở hữu vị trí đất vàng phố cổ và mang trong mình sứ mệnh trở thành trung tâm giải trí, mua sắm của một đô thị hiện đại đang trên đà phát triển với nhiều cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Thưa quý vị, đất vàng phố cổ luôn được coi là phân khúc đầu tư hấp dẫn với khả năng sinh lời lớn và hiếm khi hạ nhiệt dù một số đô thị đã được mở rộng ra các vùng lân cận. Dẫn chứng cho nhận định trên, một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đã lấy giá đất của Hà Nội 36 phố phường làm thí dụ. Năm 2011, báo cáo của Colliers International cho biết giá đất tại các quận trung tâm của Hà Nội lên đến 27.200 USD trên 1 m², tương đương với 570 triệu đồng trên 1 m², đắt ngang với giá đất ở nhiều thành phố như New York, Paris hay Tokyo. Trải qua hơn 10 năm, đến nay giá giao dịch thực tế đã liên tục phá đỉnh, tạo ra những mức kỷ lục trên thị trường bất động sản. Từ câu chuyện trên, vị chuyên gia này đưa ra lời khuyên cho giới đầu tư. Nếu bất động sản sở hữu cả hai yếu tố, vị trí trung tâm và sự khan hiếm về nguồn cung, thì cửa thắng của thương phụ đạt tới mức gần như tuyệt đối. Việc của nhà đầu tư chỉ là mua và đợi ngày sinh lời. Tuy nhiên, mức giá ở những đô thị phát triển đã quá sức với nhiều nhà đầu tư. Vì vậy, hãy tìm những mô hình đất vàng phố cổ ở vùng ven đô bởi tiềm năng tăng trưởng dài hơi hơn. Nhận định trên cũng rất sát với diễn biến của thị trường bất động sản thời gian vừa qua khi vùng đất ven đô liên tục nổi sóng. Sau Quốc Oai, Ba Vì, giới đầu tư lại tiếp tục đổ về Lương Sơn, Hòa Bình để tìm kiếm cơ hội mới. Chỉ cách Hà Nội 45 phút di chuyển bằng ô tô, Lương Sơn được quy hoạch tầm nhìn đến năm 2025 sẽ trở thành khu đô thị vệ tinh trọng yếu tương lai của thủ đô. Tại đây, hàng loạt các dự án từ khu vui chơi giải trí như sân golf Phượng Hoàng, các dự án nghỉ dưỡng Achirinco Villa and Resort kết hợp giữa đô thị, dân cư và nghỉ dưỡng như Legacy Hill, Sun Village Hòa Bình, Burberry Hill Lương Sơn đã trở thành định vị trực tiếp danh xưng thủ phủ nghỉ dưỡng cho Lương Sơn. Đặc biệt gần đây, dự án Nine Downtown Lương Sơn ra mắt thị trường trong tháng 4 năm 2022 đã giúp hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng về mô hình trung tâm thương mại và dịch vụ cho Lương Sơn. Với vị trí cách chợ Lương Sơn khoảng 200 m, Nine Downtown Lương Sơn hiện đang được coi là bất động sản mũi nhọn đáng được đầu tư nhất Hòa Bình. Đặc biệt, mô hình trung tâm thương mại kết hợp dịch vụ, giải trí và an cư đầu tiên tọa lạc ngay vùng lõi Lương Sơn chính là một trong những nhân tố mang tính bảo chứng cho tiềm năng tăng giá trong tương lai. Chính vì vậy, ngay từ khi chưa ra mắt, dự án đã trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Tháng 4 này, Nine Downtown Lương Sơn sẽ được tung ra thị trường đầy đủ các dòng sản phẩm Shophouse, Shoptel và đặc biệt là 9 căn biệt thự là dòng sản phẩm Limited, chỉ chiếm số lượng rất nhỏ trong tổng số lượng sản phẩm của dự án. Theo chia sẻ từ nhà đầu tư, danh xưng Nine Downtown Lương Sơn được mang theo hơi thở và tầm nhìn về một khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ, thương mại 24/7, sôi động cả ngày lẫn đêm, hiện đại bậc nhất hiện nay tại Hòa Bình. Thưa quý vị, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng vừa có cuộc làm việc với ông Alexandro Gelmetti, Giám đốc điều hành Công ty Năng lượng ENI Việt Nam để thảo luận cơ hội hợp tác phát triển với các dự án năng lượng khí tại khu kinh tế Đông Nam của tỉnh này. Ông Võ Văn Hưng nhấn mạnh, Quảng Trị và Công ty Năng lượng ENI Việt Nam có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, cập nhật tình hình và hỗ trợ ENI trong quá trình triển khai các công việc liên quan, ông Hưng cho hay. Tại cuộc làm việc trực tiếp này, ông Alessandro Gelmetti đánh giá cao các hoạt động xúc tiến hợp tác thực tế, hiệu quả giữa tỉnh Quảng Trị và công ty trong thời gian qua và đặt vấn đề về việc làm tại Quảng Trị vào tháng 4 năm 2022 để ký kết khung thỏa thuận hợp tác giữa các tỉnh và công ty trong việc triển khai dự án trồng rừng để giảm thải khí carbon.
Đây được xem là bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa hai bên. Ông Võ Văn Hưng, việc ENI Việt Nam muốn phát triển các dự án năng lượng khí tại Quảng Trị không chỉ là mong muốn của địa phương mà doanh nghiệp này đã bắt tay vào việc khảo sát, thăm dò hai giếng trên thềm lục địa Việt Nam, cách tỉnh Quảng Trị 70 km và phát hiện trữ lượng sơ bộ rất tiềm năng. Năm 2021, ENI Việt Nam và đối tác đang trong quá trình thẩm lượng tổng thể mỏ Kèn Bầu làm cơ sở cho kế hoạch cung cấp khí tự nhiên, phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam. Mới đây, tại sự kiện gặp gỡ Quảng Trị ngày 26 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Võ Văn Hưng nhấn mạnh, theo chủ trương của chính phủ, Quảng Trị sẽ trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung và cả nước trên cơ sở tiềm năng của các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng khí tiềm năng từ mỏ Báo Vàng, mỏ Kèn Bầu. Cũng trong tháng 3 năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát cho biết mong muốn đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, cảng nước sâu, xây dựng nhà máy thép và sản phẩm sau thép và một số sản phẩm thế mạnh của Hòa Phát tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định, địa phương sẽ làm hết sức để tạo cơ hội cho các chú xếu đầu đàn về Quảng Trị, phải có những dự án động lực thì kinh tế địa phương mới phát huy xứng tầm được. Ngoài hai dự án lớn vừa nhắc tới, còn có rất nhiều dự án khác đang thu hút các nhà đầu tư đến với Quảng Trị. Thưa quý vị, hai năm trở lại đây, Phú Thọ nổi lên như một điểm sáng về việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Đặc biệt, cách Hà Nội khoảng 90 km, Phú Thọ dễ dàng kết nối với thủ đô bằng tuyến đường cao tốc. Hiện nay, Phú Thọ đang được đầu tư đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện và trở thành một trong những địa phương thu hút nhiều dòng vốn FDI. Tính đến năm 2021, toàn tỉnh đã thu hút được 12 dự án FDI đăng ký với vốn đăng ký 800 triệu USD, 16 dự án FDI đăng ký tăng vốn và 6 lượt dự án được các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký đạt gần 500 triệu USD. Theo xếp hạng của Cục Đầu tư Ngoài nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2021, Phú Thọ xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành cả nước về việc thu hút FDI. Lý giải về sự dịch chuyển làn sóng đầu tư từ Bắc Giang, Thái Nguyên về Phú Thọ, ông Trần Giang, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ. Nhà đầu tư chọn Phú Thọ bởi quỹ đất sạch, phát triển công nghiệp luôn sẵn sàng, giá thuê đất hợp lý với 7 khu công nghiệp, 26 cụm công nghiệp. Nguồn nhân lực dồi dào, ngày càng được nâng cao trình độ, hệ thống hạ tầng đồng bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Hơn hết, Phú Thọ có môi trường chính trị và xã hội ổn định, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, chính quyền và nhân dân thân thiện, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Với tiềm năng phát triển lớn, năm 2022, Phú Thọ hướng tới mục tiêu sẽ thu hút từ 30 đến 40 nghìn tỷ đồng, trong đó đầu tư FDI chiếm từ 500 triệu USD trở lên. Đến năm 2025, dự kiến sẽ có khoảng 220 doanh nghiệp FDI hoạt động, tạo việc làm mới cho từ 40.000 đến 50.000 lao động. Có thể nói, khi công nghiệp được chú trọng, nhiều tỉnh thành như Phú Thọ sẽ thu hút được lượng lớn các chuyên gia, người lao động đến ngụ cư làm việc và sinh sống, góp phần thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển. Đón sóng quy luật tất yếu này, hiện nay, nhiều ông lớn bất động sản đã thay đổi tầm ngắm, hướng mục tiêu từ các địa phương khác sang Phú Thọ như Sông Hồng Thủ Đô, Tập đoàn TNT, Tập đoàn TH, Tập đoàn FLC. Thưa quý vị, theo nguồn tin từ bấtđộngsản.com.vn công bố mới đây, trong những tháng đầu năm vừa qua, lượng tìm kiếm mua căn hộ chung cư tại Hà Nội đã tăng 23%, tỷ lệ này ở phân khúc nhà riêng chỉ là 13%, đất thổ cư và đất nền là 8%. Đặc biệt, trong đầu tháng 4 năm 2022, lượng tìm kiếm tập trung ở phân khúc căn hộ bình dân tầm giá khoảng 25 triệu đồng trên 1m2, tăng tới 36% so với tháng trước đó, đã cho thấy nhu cầu tìm nhà giá rẻ của người dân vẫn rất lớn. Có thể nói, nhu cầu mua nhà tăng cao bất chấp thị trường căn hộ Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới. Theo trang tin bấtđộngsản.com.vn, giá chung cư bình dân ở Hà Nội trong năm 2021 đã tăng tới 8%. Tính riêng tháng 2 năm 2022 cũng tăng khoảng 4,4% so với tháng 12 năm 2021. Trong phân khúc bình dân, hàng loạt dự án tại Nam Từ Liêm, Hà Đông, Mỹ Đình, Gia Lâm, Hoài Đức giá cũng đang bị đẩy lên từ 10 đến 20% so với mức giá cách đây một năm. Nhiều khu vực xa hơn như Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh
giá căn hộ trước đây thường ở mức 18 đến 20 triệu đồng trên 1 mét vuông thì nay đã dần tiệm cận về mức 30 triệu đồng trên 1 mét vuông, thậm chí xuất hiện những dự án lên đến 60 triệu đồng trên 1 mét vuông. Tương tự như Hà Nội, giá nhà chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục leo thang, điển hình là khu vực trung tâm, giá chung cư đang bị đẩy lên một mức cao mới. Báo cáo thị trường nhà của Cushman & Wakefield cho thấy, trong quý 1 năm 2022 vừa qua, mặt bằng giá thị trường căn hộ tiếp tục lập đỉnh. Cụ thể, mức giá bán trung bình toàn thị trường căn hộ bao gồm tất cả phân khúc đạt 3.300 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tương đương 75,4 triệu đồng, tăng 8% theo quý và tăng vọt lên 27% theo năm. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc giá bất động sản cũng tăng khiến các chủ đầu tư khó tạo lập được quỹ đất và ảnh hưởng đến nguồn cung nhà ở. Trên thị trường bất động sản, các loại hình, phân khúc đều có tính chất bình thông nhau. Khi loại hình hay phân khúc này bị ảnh hưởng thì các loại hình, phân khúc khác cũng chịu tác động tương tự. Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị đẩy giá sau cuộc đấu giá đất ở Thủ Thiêm vừa qua, ông Châu dẫn chứng. Ông Lê Hoàng Châu đánh giá, trước cảnh báo về nguy cơ lạm phát, theo quy luật, bất động sản vẫn sẽ là kênh trú ẩn an toàn cho một bộ phận người giàu trong xã hội. Tuy nhiên, khi giá bất động sản tăng sẽ làm giảm cơ hội mua nhà của người lao động khi có thu nhập thấp và trung bình. Nhận định về giá nhà ở năm 2022, không ít chuyên gia dự báo rằng xu hướng tăng giá trên thị trường chung cư Hà Nội vẫn sẽ tiếp diễn do nguồn cung căn hộ vừa túi tiền đang khan hàng, giá vật liệu tăng cao, quỹ đất ngày càng khan hiếm. Nguồn cung sản phẩm mới, giá dưới 30 triệu đồng trên 1 mét vuông ở Hà Nội hầu như không có. Rất có thể các căn hộ dưới 30 triệu đồng tại Hà Nội sẽ tuyệt chủng giống như tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện giờ mới bước vào đầu tháng 4, mặc dù báo cáo tài chính của quý 1 năm 2022 vẫn chưa được tiết lộ, song nhiều ngân hàng đã hé lộ mức lợi nhuận kỷ lục. Mới đây, một nguồn tin từ lãnh đạo VPBank cho hay, lợi nhuận thuế trước quý 1 năm 2022 của ngân hàng tăng rất mạnh, có thể đạt tới 11.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ ngân hàng mẹ. Dù chưa rõ sự tăng trưởng đến từ phân khúc nào, song nhiều khả năng lợi nhuận quý 1 năm 2022 của VPBank có sự đóng góp từ mảng bảo hiểm. Giữa tháng 3, VPBank thông báo đã gia hạn thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm qua ngân hàng với AIA thêm 4 năm nữa, đồng nghĩa với việc ngân hàng ghi nhận một khoản phí trả trước không nhỏ vào lợi nhuận quý này. Tương tự là VietinBank, dù cuối năm ngoái, Manulife và VietinBank đã ký hợp đồng phân phối độc quyền bảo hiểm nhân thọ, song khoản phí trả trước vẫn chưa được ghi nhận vào báo cáo tài chính năm 2021. Các chuyên gia phân tích công ty cổ phần chứng khoán KB cho rằng, hàng triệu USD phí trả trước từ hợp đồng này sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận quý 1 năm 2022 của VietinBank. Một số công ty chứng khoán ước tính mức phí trả trước mà VietinBank nhận về sẽ là khoảng 350 triệu USD. Ngoài khoản phí bảo hiểm, tín dụng phục hồi trở lại mạnh mẽ cũng khiến lợi nhuận ngân hàng tăng mạnh trong năm nay. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng tính đến ngày 23 tháng 3 đã tăng 4,21%, cùng kỳ chỉ tăng 1,6%. Theo dự báo của công ty cổ phần chứng khoán SSI, trong quý 1 năm 2021, các ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất là SHB, Sacombank, MSB, VPBank và Liên Việt Postbank. Trước đó, nhiều ngân hàng đã thông báo lợi nhuận khả quan quý 1 năm 2022. Ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc MB cho hay, lợi nhuận hợp nhất trong quý 1 năm 2022 của ngân hàng ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tại VIB, lợi nhuận quý 1 năm 2022 đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 24-25% so với cùng kỳ và tương đương 21% kế hoạch năm. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy đăng ký, theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình 0823465555 hoặc địa chỉ mail là truyền hình invest@gmail.com. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình ngày mai.